Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mưa quá, mấy ngày lại mưa quá, mình cũng không có ra được video. Nay mình trời bớt mưa tạnh thì mình ra mình quay cho mọi người xem phong cảnh ở chỗ mình đây nha mọi người. Vườn tược đồ thì cỏ nó mọc um tùm hết. Bên kia có cái nhà nuôi yến á, nó kêu hơi ồn tí mọi người á. Em có một chú có chú lợn này thả đi lung tung hết á mọi người. Đây mình sẽ gãi cho nó nằm xuống nha. Nó thì khoái gãi lắm. Nó thì lúc nào nó cũng cứ chạy theo người hết á, kêu là đi à. Ít, gãi ngứa nha. Đó. Nó thì chỉ ăn cơm thôi, cám nó không chịu ăn nha mọi người. Cám thì nó không ăn, nó cứ đòi ăn cơm thôi. Gãi nó khoái gãi ngứa lắm. Đó. Đi ít đây. Đi, đứng dậy đi. Đứng đây. Đi đây. Đi. Để đi xuống dưới bờ ao này. Đi. Kêu nó là nó đi theo thôi mọi người ơi. Đi đây. Cả anh đã ngứa này. Đây là cây sari nha mọi người. Còn đây là cây thơm. Thơm là dừa đây nha mọi người. Đây là cây dừa này. Còn đây là mít thái. Ít đâu? Đi ít. Chơi gì trời? Ít đâu ít? Đi ít. Này, kêu là nó đi à? Đó. Đi con. Khoái lắm. Khoái đi mẹ. Nằm xuống đi. Đi, nằm xuống. Nằm xuống đi, gãi cho. Nằm xuống. Nằm xuống nha, gãi nha con. Rồi, nằm nó đi. Thích nghi trẻ. Mình gãi cho này. Đó. Thích gãi cho mẹ. Kêu là đi đâu là chạy về. Đi chơi là chạy về thôi. Đi chơi à. Chơi đi đây.
kia nó có mấy cái ao họ nuôi cá. Đường đi xuống này trơn. Ao này thì thả đủ loại cá hết. Chú quý nha. Ao này chắc cỡ một sào nha mọi người. Nuôi yến học cái máy họ kêu nó ồn quá. Đây các trồng mấy hàng mấy cây dừa, bỏ vô này chốt cung hết rồi. Đây dừa chùm chùm, dừa sao mà nó đỏ đỏ nó chết hết này. Rau muống hộp dừa, đây là ăn dừa chết mà cây. Ngoài này là ngoài suối, đây rau muống.
Ngoài này thì cả thiên nhiên cũng nhiều. Ngâm câu mà nãy giờ lên mà đây cần câu ngâm này. Đây chuối nha, đây cây chuối. Ô, con gì mà nó đẻ chín quá trời thế này, chín trắng trắng này. Còn bên trên kia mưa đổ của đồi núi sắp sửa ngập ao luôn này. Đây cắm cái đèn năng lượng đổi cho nó sáng bờ ao, sáng cái hồ cái ao. Đây cái mướp này, mướp trái cũng to. Đây dừa. Thả thì cũng mấy tạ cá, cá rô phi, cá chấm cỏ. Để mình quay cho một vòng bờ ao đi. Video này mình dài, xin kết thúc ở đây nha mọi người. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh và cho một like nha mọi người. Xin dừng ở đây nha mọi người.